Xin chào các bạn trong đợt tập huấn kỹ thuật chuyên sâu hàng năm với hãng Mosa tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Team mình có cơ hội được tham quan nhà máy sản xuất thông minh của hãng và tất nhiên khu vực nội bộ sản xuất mang tính bảo mật nên chủ yếu mình sẽ quay khu vực làm việc chung nhé. Và trước khi tập huấn thì team mình đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp thực tế tại đây cùng với các nhà phân phối trên toàn thế giới. Về khu vực làm việc mang tính chất kết nối con người và thiên nhiên, đặc biệt với vườn cây phong cách Nhật Bản, kèm theo là phòng họp nội bộ dành riêng cho nhân viên muốn có không gian riêng để tập trung sáng tạo. Ngoài ra, khu thư viện rộng rãi với những tựa sách hấp dẫn dành cho nhân viên sau giờ làm căng thẳng. Và đây là tại sảnh nhà máy, nơi mình và các anh em khác check-in nhiều nhất đấy nhé. Trên sân thượng là thảm xanh với không khí mát mẻ thật chill đó nha các bạn. Và chú ý không thể thiếu đó là nhà thi đấu bóng rổ hoành tráng, nơi các đội trong công ty có thể thi đấu giao lưu cùng nhau. Và phòng tập gym với đầy đủ trang thiết bị cho anh em tăng cường thể lực nhé. Và mục tiêu của đợt tập huấn kỹ thuật đó là nâng cao kiến thức giải pháp, nâng cấp hàng năm giúp cho các nhà phân phối hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình, nơi những kiến thức thực tế được chia sẻ từ các chuyên gia trong ngành và các nhà phân phối khác. Và tất nhiên, buổi tập huấn kết thúc tốt đẹp với những thông tin công nghệ mới nhất. Và không thể thiếu đó là bữa tiệc chia tay hoành tráng kèm theo trò chơi, giao lưu bùng lửa của các anh em. Và không kém phần tiếc nuối khi thời gian đào tạo trôi qua 3 ngày nhanh như chớp. Và trên cả tuyệt vời đó là khi mình được kết nối thêm với các kỹ sư mạng chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Và mình rất mong được hỗ trợ quý anh chị khách hàng trong những dự án gần nhất nhé.